Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em viết đoạn văn khoảng 150 chữ bàn về sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 12 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video là 3 bài hay nhất. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Bài làm 1. Một nhà văn Nga đã từng nói, nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương. Con người cần có sự đồng cảm để sưởi ấm trái tim, gắn kết con người với con người, tạo nên một thế giới tươi đẹp. Đồng cảm là sự đồng điệu trong cảm xúc, là biết dung cảm trước những vui buồn của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu và cảm thông với họ. Sự đồng cảm không chỉ là giữa người với người, mà còn là đồng cảm giữa người với vật. Cần có sự đồng cảm với mọi vật trên đời để có một tấm lòng cao cả, có một mối quan hệ tốt đẹp và hơn hết là một cuộc sống luôn hạnh phúc. Sự đồng cảm được thể hiện qua những hành động như xây dựng nên những tổ chức quỹ chữ thập đỏ, trái tim cho em, phong trào kế hoạch nhỏ thu gom giấy vụn, mang tấm lòng đồng cảm đến với mọi người. Hãy đồng cảm với sự vật bằng cách hòa mình vào chúng, mang theo cái nhìn đầy tình cảm để thưởng thức và ngắm nhìn mọi vật một cách nhân tính hóa. Sự đồng cảm có vai trò quan trọng góp phần hoàn thiện nhân cách của con người, xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái, làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn, thân thiện hơn, gắn bó hơn. Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày nay vẫn còn một số bộ phận thanh thiếu niên không có sự đồng cảm, sống ích kỷ, thờ ơ với mọi thứ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Đồng cảm là một lối sống tốt đẹp, một lối ứng xử giữa người với người cần được giữ gìn và phát huy. Lối ứng xử tốt đẹp đó không chỉ sưởi ấm lòng người khác, đem lại hạnh phúc cho chính mình, mà đồng cảm còn tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới. Hết đoạn văn 1. Sau đây là bài làm 2. Sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới. Phải rồi, sự đồng cảm khiến những trái tim đồng điệu cùng chung một cảm xúc, chung tần số, xích lại gần nhau hơn. Khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, trẻ mồ côi, các cụ già cơ nhỡ, bán vé số, kiếm sống, lòng chúng ta gợn lên nỗi xót xa, sự quặn lòng, đau đớn. Xem bộ phim tình cảm, chúng ta khóc lóc về sự chia ly, âm dương cách biệt. Khi thấy màn cầu hôn, tiếng đứa con hét lên đỗ đại học, chúng ta rực lên niềm hạnh phúc. Khi nghe kể những câu chuyện về những người phụ nữ xưa, chúng ta căm phẫn về một chế độ bất bình đẳng. Vậy đấy, chúng ta có cảm xúc, ắt chúng ta có sự đồng cảm. Không người này thì với người kia, chúng ta còn cảm xúc là ắt chúng ta còn sống. Không mang ý nghĩa đơn thuần sống tự nhiên, sống về mặt tình cảm, bởi biết bao người sống không có trái tim, có lối sống vô cảm đến rợn người. Sự đồng cảm khiến con người và vạn vật xích lại gần nhau hơn, tạo nên một vòng tay yêu thương rộng lớn. Khi có sự đồng cảm, đời sống tình cảm của chúng ta phong phú, từ đó xã hội cũng trở nên tốt đẹp hơn. Hết đoạn văn 2. Sau đây là bài làm 3. Bạn có từng nghe nói về chủ đề sự đồng cảm tạo nên vẻ đẹp gắn kết của thế giới? Thật vậy, có sự đồng cảm là điều sẽ khiến thế giới của bạn trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Đồng cảm là sự dung cảm trước những vui buồn của người khác, là hiểu, cảm thông và luôn đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để nhìn nhận vấn đề, từ đó thể hiện thái độ sự quan tâm của mình. Đồng cảm xuất phát từ bản thân của mỗi người, khi ta biết san sẻ niềm vui, nỗi buồn, sẵn sàng có mặt khi người khác cần mình, không vô cảm thờ ơ trước nỗi đau của người khác, cũng như không ganh ghét đố kỵ với thành công, hạnh phúc của họ. Khi ta học được cách đồng cảm, nghĩa là ta đã biết sống vì người khác, cũng chính là lúc được nhận niềm vui và cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Chính vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta không nên tự cô lập bản thân trong thế giới riêng nhỏ bé của mình. Hãy mở rộng tấm lòng để nhận thấy cuộc sống này sẽ trở nên gắn kết, ấm áp biết bao. Vì ở đời, người với người sống để yêu nhau. Hết đoạn văn 3. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.